là bạn tên gì, bạn đến từ đâu ạ? À? Cánh đến từ Bình Chánh. Có ai thích gái tên Khánh không ạ? À? Ok Khánh ơi, cảm nhận của em như thế nào khi mà nhận được phần quà đặc biệt trong buổi tối gặp đây chiếc anh hùng và đồ bắp tại sự kiện có thể được nghe. Cảm nhận của em hiện tại như thế nào, có run có đói gì không? Vậy không biết Khánh hôm nay em đến đây em có đi cùng bạn không? Bạn của em đâu? Rồi chúc mừng hai bạn tối nay chắc là phải có một bữa tiệc tuyệt vời khi mà nhận được chiếc anh hùng và đồ bắp đúng không ạ? Ok bây giờ quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhau trao giải thưởng đến Khánh một chiếc iPhone 13 Pro Max. Và Khánh ơi, bây giờ mình nhận qua, mình nhìn camera, mình cười tươi nhất có thể, mình lột khẩu trang ra luôn. Đúng rồi, đẹp là phải show mặt cho mọi người thấy. Ok Khánh ơi, bây giờ chúng ta nhìn camera cười tươi nhất nha. Em là vị khách đặc biệt trong ngày hôm nay đó. Ok, 1, 2, 3, cười tươi nào. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Và gửi đến Khánh một phần quà, đến đây chiếc iPhone 13 Pro Max là sự kiện ngày hôm nay. Khánh ơi, lấy chiếc iPhone 13 Pro Max rồi, đừng quên cái điện thoại này nha. Ok, mời em chúng ta di chuyển phần công việc bên trong phần ban tổ chức để có thể làm được từng nhận quà. Mọi người có biết phần quà tiếp theo sẽ là gì không ạ? Có ai biết không ạ? Chắc chắn mọi người chưa biết rồi, tại vì em vẫn chưa đọc nên là chưa ai biết hết. Và kính thưa quý vị, phần quà tiếp theo sẽ là một phần quà đặc biệt, một chiếc áo Heineken phiên bản đặc biệt được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Công Trí. Và có biết có ai muốn nhận phần quà này không ạ? Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu vẫn là quay số may mắn và tìm ra vị chủ nhân của phần quà đặc biệt này. Mọi người ơi, đếm ngược cùng em một lần nữa nhé. Chuẩn bị nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Và ngay bây giờ thì mình xin được nhờ ban tổ chức chúng ta sẽ show 4 mã số đầu ra nhất giùm em, xin mời. 4 mã số đầu sẽ là 0178, 0178. Ai trong đây 4 mã số đầu 0178 giơ tay lên cho em thấy được không ạ? Một người, mấy người đó? Hai người. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau show con số cuối cùng trong ngày 5 số may mắn. Xin mời. Số mấy đây ạ? 0783. Xin được chúc mừng vị chủ nhân đã nhận và chúng mình được phần quà đặc biệt tại chương trình giáo tay có không ạ? Xin mời các bạn chúng ta được nhanh chân di chuyển theo phần chương trình. Có chủ nhân được cả nhà ơi. Ok mọi người, chúng ta có thể là nếu sang một bên để cho chủ nhân một phần quà đặc biệt cho buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta nên mình cùng sân khấu được không ạ? Xin mời bạn nữ, có đúng không ạ? Mã số chúng ta là 01783, 01783. Mọi người nhớ nha, nhiều khi em đọc em sẽ làm với tên là con số rất to phía trên này, mình có thể nhìn và xem mình có phải là chủ nhân của phần quà đặc biệt không nhé. Ok, 01783 có không ạ? Đúng không cả nhà? Có không quý vị? 01783